Hero Channel, một sản phẩm của báo Di động Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào các bạn. Kỳ trước, Nido đã hướng dẫn cho bạn vẽ một chú bò nhảy múa từ số 8. Lần này, chúng ta cũng vẽ một bé heo mẫm mỉm ha. Nông trại, heo nghịch đất. Tất nhiên, đầu tiên chúng ta sẽ vẽ số 8 rồi. Một hình tròn nhỏ ở phía trên và một hình tròn to ở phía dưới. Bạn có thể dùng cây thước hình tròn hay các vật dụng hình tròn để vẽ cho dễ nha. Tiếp theo, ta sẽ vẽ hai cái tay. Tai heo trông như thế nào nhỉ? Bạn thích nó vểnh lên hay là cụp xuống? Vẽ một hình bầu dục phía dưới đầu làm mỏm, thêm hai lỗ mũi tròn nữa nha. Hai mắt thì hiếp cả lại, cái miệng cười toe toét nè. Hai tay thì lại vụt xuống đất, hai chân ở hai bên. Vẽ một cọng lông xoắn tít trên đầu và một cái cũng xoắn tít. Bây giờ thì chúng ta sẽ tô màu cho chú heo thật là đẹp nào. Bạn hãy nhớ là chọn một màu mà mình yêu thích với ba tông màu đậm nhạt khác nhau. Ta tô màu đậm trước, màu nhạt sau. Cuối cùng thì các bạn nhớ đồ nét lại để bé heo trông rõ nét hơn nha. Xong rồi đó, đặt heo vào khoảng đất trống nào. Úp ít, bạn thích làm gì với bé heo nè? Trang trí hộp bút hay là bao tập sách? Các bạn nhớ là đón xem kỳ sau để biết là Nido sẽ giới thiệu đến các bạn về con thú nào tiếp theo từ số 8 nha. Tạm biệt.